Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Thì trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải bài tập trong sách giáo khoa của môn toán lớp 4 Mời các em ở sách giáo khoa của môn toán lớp 4 trang 20 Bài hôm nay là bài viết số tự nhiên trong hệ thập phân Thì đầu tiên các em làm bài tập số 1 viết theo mẫu Ở đây các em có một bảng gồm 3 cột Cột thứ nhất là đọc số, cột thứ hai là viết số và cột thứ ba là số gồm có Đầu tiên, theo mẫu ở câu đọc số các em có mẫu như sau. 80.712. 80.712, số này được viết như thế nào? Thì các em phải phân tích ra thành các lớp. 80.000, các em có lớp nghìn là 80. 712, các em có lớp đơn vị là 712, 712. Như vậy viết số, các em sẽ viết như sau. Đầu tiên các em viết lớp nghìn là 80, 80, lớp đơn vị là 712, 712. Như vậy viết cả số là 80, 712. Để phân tích số gồm có thì các em cần phải biết được các chữ số nó có giá trị như thế nào trong số đó. Muốn viết mỗi chữ số có giá trị như thế nào thì các em phải nắm được chữ số đó nó thuộc hàng nào. Ở đây chữ số 8 nó thuộc chữ số 8 nó thuộc hàng chục nghìn. Như vậy, số gồm có 8 chục nghìn. Chữ số 0 nó thuộc hàng nghìn. Không nghìn thì các em không cần phải viết. Như vậy số gồm có 8 chục nghìn. Tiếp theo, chữ số 7 nó thuộc hàng trăm. Như vậy, chữ số 7 sẽ có giá trị là 700. Tiếp theo là chữ số 1 nó thuộc hàng chục. Cho nên giá trị của chữ số 1 là một chục. Và cuối cùng, chữ số 2 nó thuộc hàng đơn vị, cho nên giá trị của chữ số 2 là hai đơn vị. Vì vậy, số gồm có 80 nghìn, 700, 1 chục và hai đơn vị. Theo mẫu, ở cột đọc số các em đọc là 5864. 5000 ở lớp nghìn các em có chữ số 5. 864 ở lớp đơn vị các em có 864. Như vậy viết số các em viết như sau. 5864. Số này gồm có lớp nghìn là 5000, lớp đơn vị là 860, 4 đơn vị. Như vậy số gồm có 5000, 860 và 4 đơn vị. Tiếp theo ở cột viết số, các em viết là 2020. Số này tính từ phải sang trái các em tách ra 3 chữ số là 020 thuộc lớp đơn vị. Như vậy chữ số 2 thuộc lớp nghìn. Do đó, các em sẽ đọc số này như sau. Lớp nghìn, các em có 2000, như vậy các em đọc là 2000. Lớp đơn vị các em có 020, như vậy các em đọc là 020. Do đó đọc cả số là 2020. Số này gồm có lớp nghìn là 2000. À, lớp đơn vị 0 100. thì các em không cần phải viết 0 100. 20 và không đơn vị Không đơn vị các em không cần phải viết Như vậy số gồm có 2.020 Tiếp theo ở Cô đọc số các em đọc là 55.500 55.500 Lớp nghìn các em có 55.000 Như vậy ở lớp nghìn các em viết là 55 Lớp đơn vị Các em có 500 Tức là 500 Như vậy viết cả số là 55.500 Số gồm có 55.000 tức là 50.000 5.000 và lớp đơn vị là 500 Tiếp theo số gồm có 9 triệu 500 9 đơn vị 9 triệu chữ số ở hàng hàng triệu của lớp triệu là 9 509 đơn vị không thấy nhắc đến hàng nghìn như vậy hàng nghìn bằng 0 Ở đây lớp đầu tiên có thể là 1, 2 hoặc 3 chữ số Nhưng từ lớp thứ 2 trở đi Bắt buộc phải có đầy đủ 3 chữ số Ở đây 0.000 Như vậy em phải viết đầy đủ 3 chữ số là 3 chữ số 0 thuộc lớp 1000 Và cuối cùng là lớp đơn vị 509 đơn vị 509 đơn vị tức là Lớp đơn vị gồm 510 chữ đơn vị Em viết là 509 Như vậy em sẽ đọc số này như sau Lớp triệu em đọc là 9 triệu 9 triệu 0 nghìn thì các em có thể đọc là 0 nghìn hoặc là không đọc cũng được 9 triệu lớp đơn vị các em đọc là 509 Như vậy đọc cả số là 9 triệu 509 hoặc là 9 triệu 0 nghìn 509 Thì như vậy các em vừa làm xong bài tập số 1 Tiếp theo các em sang bài tập số 2 Viết mỗi số sau thành tổng theo mẫu Ở đây các em có các số là 387 873, 4738, 10837. Thì đầu tiên các em có mẫu như sau. 387. Số này gồm 380 và 7 đơn vị. Như vậy các em viết thành tổng là 300 cộng 80 tức là 80 và cộng với 7 đơn vị. Như vậy theo mẫu các em sẽ viết số 873. Số này gồm 800, chục và 3 đơn vị. Như vậy các em sẽ viết thành tổng là 800 cộng 70 tức là cộng 70 cộng với 3 đơn vị tức là cộng với 3. Tiếp theo số 4738, số này gồm 4730 và 8 đơn vị. Như vậy các em viết thành tổng là 4000 cộng với 700 cộng với 30 tức là cộng với 30 và cuối cùng là cộng với 8 đơn vị tức là cộng với 8. Tiếp theo là số 10837. Để đọc số này thì các em tính từ phải sang trái em tách ra ba chữ số là 837 thuộc lớp đơn vị còn lại là 10 thuộc lớp nghìn như vậy lớp nghìn em có 10 tức là 10.000 lớp đơn vị em đọc là 837 đọc cả số là 10.837 số này gồm 10.800 chục và 7 đơn vị như vậy em sẽ viết là thành tổng là 10.000 cộng với 800 cộng với 3 chục tức là cộng với 30 và cộng với 7 đơn vị tức là cộng với 7 Tiếp theo các em sang bài tập số 3 là ghi giá trị của chữ số 5 trong mỗi số ở bảng sau theo mẫu. Các em có một bảng như sau. Số và giá trị của chữ số 5. Đầu tiên mẫu là các em có số 45. Giá trị của chữ số 5 trong số 45 là chữ số 5 các em xác định xem nó thuộc hàng hàng nào. Chữ số 5 nó thuộc hàng đơn vị. Như vậy giá trị của chữ số 5 trong số 45 là 5 đơn vị, tức là 5. Tiếp theo số 57. Số 57. Để xác định giá trị của chữ số 5 trong số 57, các em phải xác định xem chữ số 5 trong số này nó thuộc hàng nào. Ở đây chữ số 7 thuộc hàng đơn vị, chữ số 5 thuộc hàng chục, cho nên giá trị của chữ số 5 trong số 57 là 50 hay còn gọi là 50. Tiếp theo số 561. Trong số này, chữ số 1 thuộc hàng đơn vị, chữ số 6 thuộc hàng chục và chữ số 5 nó thuộc hàng trăm. Cho nên giá trị của chữ số 5 trong số 561 là, là 500. Tiếp theo là số 5824. Chữ số 4 thuộc hàng đơn vị, chữ số 2 thuộc hàng chục, chữ số 8 thuộc hàng trăm và chữ số 5 nó thuộc hàng nghìn. Cho nên giá trị của chữ số 5 trong số này là 5.000. Tiếp theo là số ở đây để đọc được số này thì các em phải tính từ phải sang trái. Các em tách ra ba chữ số đầu tiên là 769 thuộc lớp đơn vị. Tiếp theo là ba chữ số 842 thuộc lớp nghìn và còn lại chữ số 5 nó thuộc lớp triệu. Như vậy đọc thì các em đọc từ trái sang phải. Các em sẽ đọc là lớp triệu có chữ số 5 các em đọc là 5 triệu. Lớp nghìn có 842 các em đọc là 842.000 và lớp đơn vị các em đọc là 769. Như vậy đọc cả số này là 5 triệu 842.769. Thì chữ số 5 nó thuộc như phân tích ở trên, chữ số 5 nó thuộc lớp triệu và nó thuộc hàng triệu cho nên giá trị của chữ số 5 là 5 triệu. Các em nhớ để xác định giá trị của một chữ số trong một số thì các em phải xác định được chữ số đó nó thuộc thuộc hàng nào. Ở đây chữ số 5 nó thuộc hàng triệu cho nên giá trị của nó là 5 triệu. Tiếp theo là chữ số 5 nó thuộc hàng nghìn cho nên giá trị của chữ số 5 là 5.000. 561 thì chữ số 5 nó thuộc hàng trăm cho nên giá trị của nó là 500. 57 chữ số 5 thuộc hàng chục cho nên giá trị của nó là 50. Thì bài tập số 3 đã kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ nhấn biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh học toán online. Đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video để động viên đóng góp và xây dựng cho kênh học toán online ngày một phát triển và hoàn thiện hơn xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp